Đá cẩm thạch là một trong những loại đá quý được ưu chuộng nhất hiện nay. Nó được hình thành từ những phiến đá nằm sâu trong vỏ trái đất, được chắt lọc từ những tinh hoa thuần túy nhất của tự nhiên và được chào đón tại nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là khu vực châu Á. Trong đá cẩm thạch, yếu tố có giá trị quan trọng nhất chính là màu sắc. Nó có nhiều màu sắc phong phú và đa dạng, song màu sắc được yêu thích nhất chính là màu xanh, màu đại diện cho sự giàu có và trường thọ. Đá cẩm thạch màu xanh lá là sự pha trộn giữa màu trắng và xanh lục. Tuy nhiên, màu chiếm chủ đạo là xanh lá. Nó giúp tăng cường trí nhớ, tăng khả năng tập trung cho người sở hữu. Là con người, ai ai cũng hướng tới sức khỏe, may mắn và sự giàu có, và đá cẩm thạch xanh sẽ mang lại những mong muốn trên cho gia chủ. Tinh thần là yếu tố quyết định đến sức khỏe. Đá cẩm thạch xanh giúp tinh thần của bạn trở nên tỉnh lại. Cẩm thạch cũng giống như các loại đá quý khác, chúng mang một nguồn năng lượng rất dồi dào. Vì vậy nên khi bạn sử dụng trang sức làm từ đá cẩm thạch sẽ tiếp thêm nguồn động lực mạnh mẽ và lạc quan trong cuộc sống, xua tan đi muộn phiền, giúp cho tâm hồn của bạn trở nên an yên và tự tại. Một chiếc vòng tay đá cẩm thạch giúp bạn cải thiện sức khỏe, hỗ trợ phòng và điều trị những bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa, giải độc tố ra khỏi cơ thể, giảm đi những cơn đau bụng ở phụ nữ vào những ngày đèn đỏ. Đặc biệt, chúng còn giúp những cặp vợ chồng hiếm muộn thúc đẩy khả năng sinh sản. Ngoài ra, đá cẩm thạch còn có tác dụng giúp xua đuổi tà ma và năng lượng tiêu cực ra khỏi cơ thể. Kích thước: chiều cao 40cm, chiều ngang 21cm, trọng lượng 10,2kg, màu sắc xanh lá, đá thiên nhiên 100%. Hình dáng, kích thước và màu sắc của vật phẩm phong thủy này là độc nhất chỉ có tại nhà sàn. Cẩm thạch là món quà của sức khỏe, nó mang lại vượng khí, tài lộc cho gia chủ. Nguồn năng lượng tích cực có trong đá giúp bảo vệ bạn khỏi điềm xấu. Hãy sở hữu cho mình trụ đá cẩm thạch xanh lá tự nhiên CT09 này với giá 6.400.000 đồng để trải nghiệm những điều tuyệt vời mà nó mang lại. Mời bạn đến với nhà sàn để tham quan và trải nghiệm nguồn năng lượng tích cực mà đá tự nhiên mang lại thông qua các vật phẩm phong thủy. Hoàn tiền 100% nếu phát hiện vật phẩm không phải đá tự nhiên. Tặng ngay quả cầu phong thủy đá thạch anh trị giá 250.000 đồng khi mua trụ đá cẩm thạch xanh lá tự nhiên CT09. Đá chọn người, nếu bạn thấy thích và có duyên với vật phẩm phong thủy này thì hãy sở hữu nó ngay hôm nay nha, vì nó chỉ có một. Hãy comment số điện thoại phía dưới và gọi ngay cho anh em nhà sàn. Nếu bạn yêu thích sản phẩm đá phong thủy tự nhiên của Việt Nam, hãy đăng ký kênh anh em nhà sàn. Chúc bạn ngày mới năng lượng, vui vẻ,